phun cái gì vậy bạn? Hình như phun phóng gai hay phóng gì? Ui trời ơi. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là mình đây, Momo Gaming. Ok, chúng ta lại tiếp tục cái series về Dragon City ha, thành phố rồng nào. Rồi ở tập trước thì mình đã đăng về video về một bạn rồng vampire ha, headset vampire luôn. Và video gần đạt được 1000 view rồi các bạn. Wow. Và subscribe của mình hiện giờ là đang được 540 mấy ha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục tiến về 1000 subscribe sớm nha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ review về một bạn rồng mới này. Đó là bạn quay râu ha, rồng hoa hồng trắng này. Ok ha, là bạn legendary mới nha. Rồi mình sẽ đặt ở trong cái nhà nhà này nha, nhà nature ha, nhà thực vật này. Ok. Yes, và mình đã có một bạn rồng mới này các bạn. Rồng huyền thoại tiếp theo. Nói chung là mới chơi nhưng mà nhiều huyền thoại ha. Ok, Way Rose Dragon. Cái chiêu này Slap of A này là 1200 đam các bạn. Và hai chiêu, ba cái chiêu này hơi yếu này. Hơi yếu ha. Nhưng mà chiêu này thì có thể có thể đánh được, hình như là đánh được cái rồng Pua ha, Pua Dragon ha. Ok, bạn này có chỉ là hai skin thôi các bạn, từ Baby lên Adult này. Chính xác là những cái rồng mới thì nhà Sasebo đã bỏ cái dân skin rồi các bạn, chỉ có hai cái skin thôi này. Ok, mình đặt lá mm hồng trắng ha. Ui dài các bạn. Râu trắng đi, không biết có dài nữa không này. Ok ha, hồng trắng. Rồi để xem bạn này to ha. Hai hoa này. đứng lên nhún lên xong rồi cái gầm ha, giống như các bạn cuốn con này. Mắt tím này các bạn. Rồi mình lên cấp độ chắc là cấp độ 10-15 gì đó là sẽ tiến hóa lên other skin luôn ha. 15 các bạn. Ok, bam. khi other skin là rồng dưỡng thành là thiệt. Rồng dưỡng thành thì sẽ có một con bé ở đây các bạn. Một bạn bé này. Thú lui ha. Wow. Đây, chúng ta cùng xem đây là quay râu ha. Ok. Một bông hoa hồng trắng các bạn. Tuyệt vời. Gai này. Đó, đẹp ha. Rồi mình đang lên cấp độ 25 thôi ha. 25 để tiết kiệm cái food lại để fit cho các bạn rồng mới này. Ok, 25 còn 6 triệu phút thôi các bạn. Yes, cuối cùng thì mình lên cấp độ 29 nữa các bạn. Và một cái nguyên tố mới sẽ được hình thành này. Ok, và mình có thể là xây được cái nhà chow này các bạn. Và thêm ba cái nhà mới này. Pro. Pro Dragon. Đây hình như là trong cái game ha, Brawler gì đây này. Trong cái game trên game mobile các bạn, game mobile nhưng mà hình như là đang bị xóa, đang bị hủy hợp đồng ở Việt Nam này. Pro Star đấy, nó cái game Pro Star các bạn. Nhưng mà nó không nằm ở trên Google Play với lại App Store nữa. Hôm qua mình có update cái này các bạn. Hôm qua mình có update cái Dragon Root này lên level 5 này. Thì mình sẽ chờ 22 giờ nữa thì mình sẽ được nâng rồng lên cấp độ 35. Wow, 35 nha. Lên cấp độ 35 là hơi bị phê đấy. Tốn food này. Thì nói chung mà chắc phải không phải nâng lên để combat ha. Rồng Corrupty này mình không thể nhận được này. Còn cái event này
Thì bên này thì mình tiết kiệm được 4.000 coin đấy các bạn. Đây, nhưng mà mình vẫn chưa đi nè. Rồi cái mu này thì mình đang đây, mình sắp nhận được bạn Epic rồi các bạn, Grey Dragon. Wow. Ui, tàng hình á. Đây, mình cố gắng ha. 49 cái cà chua đấy các bạn, và 71 cái chuối nữa. Rồi chúng ta cùng review trong arena ha. swap qua bạn kia. 25. Đây, hoa hồng trắng các bạn. Vô luôn nha. Fight. Ok. Nói chung thì quán đi quán lại vẫn là review các bạn. Anh chắc sắp tới mình làm về sự kiện ha. Làm các sự kiện đi. Để mình đỡ một chiêu trước này. Ui, gặp bạn Harry đầu tiên luôn các bạn. Bam. Ok. Storm. Bạn này là ánh sáng này các bạn. 43.000 máu. Ui. Crit đam luôn, ghê quá. Rồi đỡ qua này, chiêu lá này. Stitching root. 10.000. Ui my god. Cái mà 10 các bạn. Màu phát chết luôn. Lip luck. Ha. Đó, ngon. Ok. Ui, vẫn không có chiêu crit đam ha. High no see. Đó, 17.500 nè. Tiếp tục ha. 20.000 đi. 18.800. Bọn này chơi đánh lên bà rồng ha. Rớt nè. Bọn này đặt tên là Finn nè. Cái ram vàng các bạn. Ui. Thằng Hy Lạp. Rồi ra lại này rồng trắng ơi. Slash of A nè. Phun cái gì các bạn? Hình như phóng gai hay phóng gì. Ui. Trời ơi. Là một phát đi luôn các bạn. Chắc chắn là mình thua rồi các bạn ơi. Thua chắc rồi. Một trận thua đầu tiên trong cái đánh này các bạn. Rồi, hết review luôn. Speak up là 8 gem thôi. Chúng ta vào quét ha, đánh quét đi các bạn. Ok này. Chain ha. Mình đang chain rồng headset ở trong này các bạn. Rồi, quay round này. Fight. Ok. Ôi, bằng này cầm cây cung đấy các bạn, có 20 tay luôn. Light frame. Nice. Ui, bằng này 10 cái chân này. Quay là động đất này các bạn. Nó 5485, 87. Rồi, tiếp tục ha. Slide of A ha. Rồi, 6600 đam. Rồng chuối hột này. Tôi quay. Đó, 11.800 này, ngon. Nói chung là hơi yếu à, bạn rồng này hơi yếu này các bạn. Không biết, nhưng mà nếu là Legendary, nhưng mà nếu mình chưa có các bạn rồng mạnh ấy thì thấy bạn này rồng này mạnh. Bây giờ mình có nhiều rồng mà cũng hơi mạnh rồi ấy. Cho nên là thấy các bạn Legendary mới này hơi yếu ha. Gác mộ vẫn chưa xong nữa các bạn. Gác mộ đang còn 8 giờ nữa. Ui lâu ha. Cái trong này nó không có cho xem quảng cáo để tăng speed up ha. Nhanh lên ha. Rồi chúng ta xem có gì nữa không nè. Trong clan này thì mình sắp try các bạn. Mình sắp try, mình đổi đổi với lại bạn rồng kia. Đây, sắp tới mình đổi, mình sắp tới thì mình sẽ try với bạn nhân ha. Để mình đổi qua, mình lấy thêm một bạn headset nữa để tăng một sao cho rồng headset ha. Đâu đây chú tể ha. Ok, đã đặt nữ chúa đi, nữ chúa để cho nó nữ tính nè. Ok. Rồi xong cái có các cái nhiệm vụ gì nữa không nào? Mình chưa đi cái này nè, sắp tới mình sẽ đi cái này ha. Rồi bên cái event này là Reclam River này. Choi ha. Wow.
đang còn 12 ngày nè. 12 ngày nhưng mà chắc mình sẽ ráng xem TV ha, tầm 6 tiếng hay 5 tiếng gì đó xem để mình nhận cái Master Coin đấy các bạn. Master Coin này để mở cái rương này ha. Mình thấy cái rương này không biết có dễ nhận không này mà toàn rồng ngon các bạn. Wow. Mythical này, Corrupt này, Corrupted này. Raffle như thế này, wow đẹp quá ha. Vampire các bạn, Glutoner như thế này. Các bạn này mình có một ít ốp ở trong đó này. Greedy, Greedy, Greedy Vampire các bạn. Ngầu chưa. Rồi, ok hai. Sắp tới mình sẽ ráng xem các Dragon TV này. Đây, mình mới xem hồi nãy rồi các bạn. Còn 4 giờ nữa thì mình xem lại ha. Ráng lấy được cái rương kia. Không biết lấy được không. Ok, kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ này. Rồi, nếu các bạn thích video của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như là một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video mới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video mới. Bye bye. Yes.